Dạ, phi ca xin. Levanta essa. Ajiwe. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thì hôm qua là buổi tối cũng vừa là đến nơi chỗ ở của anh em trong team. Thì bây giờ buổi sáng nay thì mọi người cũng biết đấy, tất cả người dân bản ở đâu về cũng rất là mong mình. Đấy thì không thể một lúc mà đi hết được. Đấy, và mình sẽ đến thăm những người đặc biệt. Đầu tiên thì mọi người cũng biết là ai rồi, thì đó là bác trưởng thôn. Đấy, 80 tuổi à không, năm nay là bác 81 tuổi rồi. Đấy, và thì mọi người cũng biết là mà bình thường thì anh Đông có mua đồ ăn là để bán xóa, hoặc là em do em cameraman của mình sẽ mang vào cho gia đình bác. Thì hôm nay đi đây thì em bán xóa là cũng Quang Linh là đang xây nhà. Thì em đấy thì em đấy là mặc ở bần ở công trình để giám sát tổ thờ làm cũng như là trông coi vật liệu, thì là không đi được với mình. Thì mình và em do hôm nay là tiếp tục, thì là bây giờ sẽ đi vào bản của bác trưởng thôn 80 tuổi. Đấy, thì xong rồi sẽ đi thăm tặng quà cho từng người một. Đấy, thì qua cả thì không thể được đủ được đâu cho tất cả mọi người. Đấy, những người đặc biệt, đấy, người già và trẻ em thì là sẽ có bánh kẹo. Còn bác trưởng thôn thì mình cũng có một món quà nhỏ đấy, là từ Việt Nam mang qua cho bác. Cho bác bây giờ sẽ đi vào. Đấy, bác chắc là nhớ mình lắm đấy. Đấy, vì cũng nghe anh Đông rồi bàn xóa nói là khi nào đưa đồ ăn vào cho bác cũng hỏi rất là nhiều khi nào mình quá đấy. Rồi để quá thì bác là tuổi già rồi mọi người, cũng rất là cũng bác cũng coi mình như là một người con của bác đấy, lúc nào cũng mong chờ vì tuổi già rồi mà. Đấy, tuổi già thì như chuỗi chín cây đấy, không biết lúc nào. Đấy, nên là bác cứ mong như vậy, từ từ giờ là con cái của bác thì mất hết. Thì từ lúc mình vào thì như là bác rất là quý mình, nhưng mà mình cũng rất là quý thương bác vì bác tuổi già rồi, à, cũng rất lo lắng cho người dân bản. Đấy, thì bây giờ đang đi vào đây mọi người, thì bây giờ là gần đến nơi bản đấy rồi. Đấy, phía trước là ngôi nhà thờ và trường học đấy mọi người. Đấy, mình cũng vào bất ngờ thôi nhá. Đấy, mình là không thông báo gì được đâu, bây giờ mình vào bất ngờ để xem bác với mọi người là đóng bản. Mình chỉ vào dừng xe hoặc là mình sẽ coi một cái đấy, mình sẽ bấm coi xe đấy. Và bây giờ đi vào đến đây rồi đấy, nhìn cũng rất là đáng sạch sẽ đấy, vì cũng mới dưới hơn một tháng thôi mà đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ coi xe mọi người nhé. À đấy, mình thấy bác đang ngồi ở đây mọi người đấy. Ôi, đấy, đang ngồi ở cái hiên hên nhà đấy. Đấy là chồng gầy đi ra đây rồi. Đấy, con người vì mình vào rất là bất ngờ mà. Đấy, đấy mình quay để xem mọi người đi làm hay là ở nhà đấy. Đấy, nhìn thấy bác là mình cái cảm xúc nó rất là ấy mọi người ạ. Đấy, hôm nay bác cũng khỏe. Ồ. Ô ta đi bảy, ta tụi đôi bảy đấy. Ồ. Obrigado, obrigado. Muito tempo. Muito tempo. Eu sempre pensava que vai estar na vida. Ou está bom, não disse que não foi estar lá na minha Vietnã. Ah, eu fui no Vietnã e aquele dia falar com o pai, foi Vietnã, vai visitar a nossa família. Ah, obrigado. Lá, sim, já chegou ontem. Ah, chegou ontem? É. Ah, obrigado, obrigado. Yeah. O coisa lá, o pai e a mãe está lá. Já, yeah, vai estar lá tudo, está tudo bem. Obrigado. Yeah, yeah. Obrigado, obrigado, yeah. Pai. Sim. Já sou até quando o pai quer chegar ou não. Yeah. Agora, eu vou contar uma coisa que vinha, que é a terceira bonita, o pai Pascoal. Disse, já está no caminho. Ah, ok. Já está no caminho. Yeah. Obrigado, obrigado. Yeah. Ah. Bác rất là vui mừng mọi người. Đấy, bác cũng nói là bán xóa đi, là thường xuyên đưa ăn vào cho, đồ ăn vào cho bác. Dạ, anh đâu, agora vamos aqui. Dạ, dạ. Obrigado. Hey. Cười, có ok. O seu irmão também tinha ido? Dạ. Tinha ido também na Vietnã? Sim. Obrigado. Yeah, yeah.
Maxi. Tudo bem, né? Obrigado, senhor. Tá trabalha? Sim, tá trabalhando. Ariano. Sim. Chegou ontem. Chegou ontem. Ok. Não, obrigado. Não tá mais chegando, porque sabe o que chefe vai bater, sim, chama tudo, gente. Vamos receber coisa. Eu não quero mais, eu não vou vir mais. Não, vou voltar já. Não te senti agora assim muito, porque quando mais. Ok. Tá bem, pai. Eu já chega. Obrigado. É, vẫn chồng gầy đi, vẫn đang ở chung với Vinh về cơ. Đồ ăn là cũng như anh Đông là mua thường xuyên. Đấy, mình có món quà cho bà cái tính là sẽ đưa luôn. Đấy. Cháu u avo có ăn à? Ăn là sạch. Avo và bố. Xem từ ăn cho bình kê. Bình kê phá cũng là anh cho mình chơi một số. Mình cho là anh là phần mình. Ok. Dạ. Aquela chapa que estava aqui. Aquela chapa que estava aqui. Bate. A estuda? A estuda, já. Desde aquele tempo que foi, a professora sempre está comigo. A chave sempre está comigo. Lão Phong, buổi sáng vẫn học mãi nhé. Vì bây giờ cũng là hơn 11 giờ đấy, cũng vừa nghỉ. Đấy. Rồi bây giờ chờ mọi người đến, rồi mình sẽ tặng quà cho bác. Về. Đấy, người lớn nó đang đi làm mọi người. Đấy là trẻ em nó ở nhà đến đấy rồi bây giờ là thì đấy bây giờ là trẻ băng để phạt bánh ra cho các em luôn. Giờ phải xem ta gì á. Đấy. Đấy, đi lấy ghế cho bác ngồi đấy. Tudo bem, né? Chào các bạn đấy. Chào các bạn. Đây người đây anh mày gọi ra hôn trabal na lava đó. Ok. Đấy cũng đi làm về là nghe đánh cái đánh kẻng là chạy về cảm ơn người. Đấy bây giờ đang đến về đất đấy đâu. Dạ. Có một ta tudo bem, né? Hôm nay tudo bem, né? Ok. Dạ. Tá passa bem. Chegou ontem de noite. Dạ. Família. Bila tak turun bank. Obrigado ya. Hey, di kuah apa yang tu tu jadi poin? Na lapar. Okay. Hey. Hey, đánh kèm với nhau mà chạy về con người dẫn thì đang đi cả chứ ai về? Ôi mày, sao vậy? Đây mình cũng muốn là một ít bánh kẹo mọi người. Đấy. Xong. Thế là ship sao có bulas à? Có DVD kriyan à? Tiếp lắm rồi, đủ được. Entrega criança. Dạ, aqui. Mas tiếp là ship ra. Đấy, rồi mình cũng mua thêm ít đồ ăn cho bác trưởng thôn nữa. Tiếp là comida também. Anna. Vê. Đấy, mình cũng mua ấy, bột ngô rồi rau ăn. Đấy, bình thường này có anh Đóng cũng mua ra đấy, và mua ít thịt đấy. Về bây giờ mình không mua một lần nhiều nữa. Đấy, mình bây giờ ở đây là mình sẽ mua hàng ngày. Đấy, mua thịt đồ đấy mọi người. Đấy. Bây giờ để bé Anna là để mang về cắt đi. Rồi để ra nhận bánh kẹo. Bây. Cái mai có mì đấy á. Dạ, để xa Anna lại vào lên ca rồi. Đấy, để cho Anna lại về nhà cắt đi. Cùng đi làm với ba đấy, ba chẳng là chưa về được. Về cái tu đúng không ạ, cái xe bolash à. Đấy. Cùng buổi trưa nặng thế để phạt cho các cháu về. Dạ, cả đâu mà bà cô thì bolash đâu mà bà cô thì đi ship à. Toma. Dạ, levanta.
Dạ, mulas. Thế là mai tụi bà tụt. Đâu mà. Ờ. À gì? Đâu mà. Bé bé. Đấy, lúc đâu sợ không dám nhận đấy, bàn khác nhận thôi. Người nhận, à, để quên bạc trưởng thôn nữa. À, à, đi mai ship. Bạn tưởng thôi những cái này là bạn vẫn ăn được. Ấy con có mua đồ ăn rồi nhưng mà bây giờ là con tí nữa con có một món quà đặc biệt nữa, tí nữa sẽ lấy cho bạn cháu. Đấy. Dạ. 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 Vậy mà xem ta kì. Đấy, phải bạn đang ngồi đâu này. Dạ dạ. Nó vậy mà xem ta kì. Đấy để bà ra con ngồi đấy để cho vui. Đấy. Dạ mà xem ta kì nhá. Này nhìn rất là khỏe mọi người, mình cũng yên tâm. Đấy, nhưng mà sáng mà thấy bà khổm là về không đi lại được là cũng rất là lo. Ở nhà mình cũng rất lo lắng cho bác, sợ tháng là bà khổm. Dạ, yeah. Cứ lo lắng cho sức khỏe của bác đi, tuổi già thôi. Thế là đã bula sa ta me mai về liền. Kia sa ja te tu rồi đấy. Come ya. Canta. Về qua đi kia sao nấu tê, sẽ có gora đá dài. Dạ, kia là con mẹ qua đây, cái sẽ có vài đá mày. Come on, come on, come on, come on, what's your way? Não vou pagar meio. Agora vamos comer, já? Vamos comer. Hey. Hãy chơi đáng mãi thì cho cả em đứng đây thì để chơi con thiếu em nào đến đó để mà phải cho đây đủ bánh kẹo. Đấy rồi chơi mọi người đi làm về sẽ bắt đầu là đưa cái món quà đặc biệt cho bác trưởng thôn. Đấy. Đấy bây giờ đang ngồi ăn bánh quý rồi bím bím. Đấy gió mát quá. Chứ không nặng không nóng đâu mọi người nhé. Đi buổi sáng thời tiết vừa mưa xong đấy là mát. Bên này bạn chủ đi ăn á. Đi buổi sáng. Người ta tổ cô ta. 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 Nó cô ta ta là. Chơi thì quê nhá. Ồ. Nó mở rồi. Chơi thì quê nhá. Chơi thì quê nhá. Quê 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 quê. Nào nào thế? Ra đi. Thì tu đua vô ai ra thế? Có lẽ vô. Cái nào thế? À, cây. À, vô bắt sao cây nào thế? À, vô nào thế? Ra thế nè. À, mà nè. Đã đà mày. Đã mày ship xe tao. Đấy, đấy là chị mua mọi người ạ. Đấy. Lý sủ, lý sủ, nào phía cạnh sau. Ừ, bác nhìn lý sủ ạ. Ồ, đảm ơn. Dạ về ô tô đu. Ô phân ta. Vậy, bác đừng. À? Ok. Ok. Outro veio, né? Fala contigo, né? Ah. Ok. Bác đang nói là hôm Tết Việt Nam đấy là Quang Dung là đưa rất là nhiều quà vào cho bác đấy.
Dạ, con también quiere tipo bo luôn ấy, từ Việt Nam đấy. À, dạ. Ê, áo vô. Ê, 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 ê. Dạ. Đây bây giờ có thể lấy món quà của bác trưởng thôn đó mọi người. Đây, đây là hai món quà nhỏ mình đưa từ Việt Nam qua cho bác trưởng thôn. Bác chưa biết đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ đổi mũ và trồng cái gậy này đi ra. Đấy, mình mua cái gậy ba chân này cho bác này. Aquí para my belly. ¿Sabes? ¡Aquí voy! Ya, ese es para my belly. ¿Está bien? My belly. Así, no va a caer. Hay que caer para echarle, mi amigo. Se ve bonito, ¿no? ¡Es bonito! Ya, ese es para my belly, ¿ya? Aquí. Dạ, bay. Đấy, bây giờ sẽ đổi vào cho bác trưởng thôn mọi người. Dạ, bay. Đấy, đây đây, a xin. Đấy, bây giờ sẽ đổi vào cho bác trưởng thôn này. Dạ, đấy. Bây giờ bác cùng ra rồi, cái gầy này là đi gì ạ? Đây. Cái này là ba chân này. Đấy, ese nó vai cây đấy. Dạ. Dạ, ese thì cái kia ấy. Dạ, agora ese me mete na cadela. Dạ, fica assim. Eh. Levanta essa. Aji wewe. Ahora anda, ve con. Espera. Así está bueno. Fica más alto. Ya. Ahí. Cái này là kéo lên, kéo xuống mọi người. Ya. Vonta, vonta, vonta. Đấy, cái mũ đấy nó đẹp mọi người. Ê, sẽ bỏ đạp đi ạ. Tipo polícia. À, sẽ ta cụ tụ, ờ, giá ta bộ nó, pego ta mẹ về. À, đang hỏi là cái đồ cáo này đã vừa chứ. Đấy, sẽ nó vai cây. Quán luôn mẹ tia xin. Dạ. Dạ. Deixa passar. Dạ. Đấy, hôm sau mình sẽ mua thêm vài bộ quần áo cho bạn nữa. Đấy. Mày đâu? Ở đây mọi người thấy bây giờ mình cũng vào thăm bản bác một tí cũng như là tặng cho bác món quà đấy. Thì bây giờ cũng để đi tranh thủ thời gian đi sang những chỗ khác, cũng như là đi thăm những cái chỗ trong ngõ rồi sẽ ấy sau. Dạ, domingo vamos receber ya. Vê aqui quando chungo. Grande. Já. Esse tá tá cuia, né? Tá bom. Esse é cuia. Ele é lindo.
Bây giờ cũng để cho bác nghỉ ngơi, ấy mọi người về còn có công việc nữa, ấy mình gửi vào một tí rồi hôm sau sẽ bắt đầu vào đi thăm những cái vườn lương thực, ấy bắt đầu sẽ đi thu hoạch ấy. Nhưng mọi người là cùng anh thư ký nói là SMU lên ban chủ bộ để ra tiền ra giả đấy, sẽ bắt đầu là đi thu hoạch ngô đấy, ngô rồi là rất nhiều thứ sẽ thu hoạch. Đấy, thì bây giờ mình cũng tranh thủ đi đến những nơi khác một tí nữa. Thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nha. Domingo, ya? Ya, ok lah. Phải trabalhar, ya? Mọi người về đi làm thôi. Để mình cũng đánh thủ được một tí.